Vâng, xin chào các bạn. Như ở tiêu đề video thì các bạn có thể thấy là video này sẽ giải thích lý do tại sao chiếc Daytona lại có mức giá khá cao và được nhiều người săn đón đến như vậy. Vâng, có phải là mẫu Daytona khi vừa mới được giới thiệu thì họ thành công được như vậy hay không? Vâng, câu trả lời là không. Tính ra thì mẫu Daytona là một cái mẫu khá thất bại của Rolex khi vừa mới ra mắt. Vào cái thời điểm đó thì sau chiến tranh thế giới lần thứ hai và kinh tế bắt đầu phát triển trở lại, và người ta bắt đầu tìm đến những cái môn thể thao mạnh mẽ hơn như là đua xe này, và thập niên 60 thì người ta còn bắt đầu đi lên vũ trụ nữa. Ban đầu thì Daytona được Rolex ngắm đến là chiếc đồng hồ dành cho NASA và có thể được sử dụng ngoài vũ trụ. Nhưng mà tất nhiên thì bây giờ thì ai cũng biết rồi, nhà cung cấp đồng hồ chính thức của NASA ngày nay sẽ là Omega, và mẫu đồng hồ được dùng ngoài vũ trụ đó chính là Speedmaster. Vâng, Rolex đã thất bại trong cái lĩnh vực hàng không vũ trụ. Còn về một lĩnh vực khác, về đua xe, vâng, vào thời điểm đó thì Rolex cũng thua trước Tahel. Tahel có hai mẫu là Monaco và Carrera, rất nổi tiếng với thời điểm năm 1960, và Rolex thì cũng không được thành công như vậy. Thực tế những mẫu Daytona vào thời thập niên 60 khá là ế ẩm, bán được mức giá khoảng tầm vài trăm đô một chiếc, nhưng mà vẫn ế. Thì làm thế nào mà chiếc Daytona này lại trở thành biểu tượng thành công như ngày nay? Vâng, thì trước hết chúng ta sẽ nhắc đến cái tên Daytona trước đã. Daytona là gì? Vâng, Daytona là một bãi biển ở Florida và là nơi trước đây thì được tổ chức cái cuộc đua quanh bãi biển đó. Và tôi cũng sẽ nói qua về nguồn gốc cuộc đua này, khá là thú vị. Vào thời thập niên 1920 thì Mỹ ban hành lệnh cấm rượu lậu, và thời điểm đó những tay buôn rượu lậu thì thường phải dùng ô tô để chạy trốn khỏi cảnh sát. Nhưng mà đến khoảng sau chiến tranh thế giới thì cái lệnh cấm rượu được bãi bỏ, và những cái tay buôn rượu lậu kia thì cũng hết việc để làm. Vâng, vì hết việc nên là họ bày nhau ra là bãi biển để đua xe, và đó chính là nguồn gốc của cuộc đua 24 giờ quanh bãi biển Daytona ngày nay. Và thời điểm 1960 thì Rolex không biết tìm một cơ hội nào để quảng bá mẫu Daytona này. Và trước đây mẫu đồng hồ này không có tên Daytona, đó là mẫu Cosmograph. Và Rolex đã quyết định tài trợ cho cuộc đua quanh bãi biển Daytona. Và đến khoảng năm 1964-1965 thì cái tên Daytona bắt đầu xuất hiện trên mặt số. Vâng, kể cả họ có tài trợ cho cuộc đua Daytona này thì những cái mẫu Rolex Daytona vẫn cứ là ế. Và sau đó đến thập niên 70 là thời điểm đỉnh cao của đồng hồ quartz, và lúc đấy Rolex cũng không cách nào để cải thiện doanh số cả. Nhưng mà may mắn sau đến thập niên 80 thì những nhà sưu tập ở Ý phát hiện ra diễn viên Paul Newman đeo trên tay một chiếc Daytona khá đặc biệt. Từ đó thì dòng Daytona Paul Newman ra đời, và chính lúc đó thì mẫu Daytona bắt đầu có giá hơn. Và đến năm 1989 khi Rolex ra cái mẫu Daytona tự động đầu tiên thì chính thức mà Daytona trở thành một mẫu đồng hồ thành công của Rolex, và sự thành công đó kéo dài cho đến ngày nay. Vâng, như bạn đã thấy thì Rolex Daytona không phải là mẫu đồng hồ thành công của Rolex từ lúc đầu, nhưng mà nhờ danh tiếng của Rolex và với một chút sự may mắn thì chiếc đồng hồ này đã trở thành một biểu tượng của sự thành công và được rất nhiều người săn đón ngày hôm nay. Đó là về dòng Daytona của Rolex. Còn nếu bạn muốn biết thêm về một dòng đồng hồ nào, một thương hiệu nào khác, hãy comment phía dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.